Biết dù đã cùng các quân giờ đã đến gần thì Đức Chúa Giêsu ra rương đó, bây giờ dù đã giả trước đến nôn mặt Đức Chúa Giêsu mà người đã biết lòng nó đồng thì nhìn mà chào nó. Đoạn liền hỏi các quân dư rằng, bây đi tìm ai? Nó thưa rằng, chúng ta đi tìm Giêsu Nazareth. Bây giờ Đức Chúa Giêsu phán rằng, này ta, nó liền ngã ra hết. Đoàn Đức Chúa Giêsu cho nó đứng dậy, mà lại hỏi như khi trước, nó lại thưa như vậy. Thế người mới vò mình cho nó bắt. Khi ấy ông Thánh Phêrô chém đứt tay một người đệ tử thầy cả Chúa Giêsu, mà Đức Chúa Giêsu của ông Thánh Phêrô cùng chữa tay người ấy cho bây giờ quân giờ lấy xiềng sắt cùng giấy giá mà buộc cổ vào trói tay Đức Chúa Giêsu cùng đấm miệng 30 lần mà lỗi đi. Đêm ấy người ngã xuống đất 7 lần mà quân giờ đập dậy. Có kẻ lấy cán gươm mà thúc, có kẻ lấy đuốc hoa trước mặt, lại châm vào mình cho tắt đi. Sau nửa đêm đông thì nó đi trên cầu, mà dòng giấy bắt Đức Chúa Giêsu lùi dưới sông lạnh lẽo ra rết. Khi ngắm bay nhiều sự tí nguyện một kính lạnh
lạy cha mười kinh kính ngơ hờ mừng tưởng đứng Chúa Giêsu xưa chiều có vì chúng con xin mở giấy là tôi buộc linh hồn chúng con. Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dành Cha cả sáng, nơi Cha trì đền, ý Cha thiền giữa đất cũng như trên trời.